nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Chờ vệ quân ra cho nó bất ngờ anh em ạ. Đây. Mao Cai đã di chuyển, anh ta hạ cánh xuống ở bãi sói, anh ta ra phía đằng sau. Ôi đánh góc khó chịu chưa kìa. Bắt chụp cuối luôn ôm luôn. Chói được vào CA. Mao Cai này siêu trâu. Sọp lên, sọp chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi. CA vẫn còn đầy máu. Sọp vẫn máu nhiều quá. Đang chống chịu sát thương. Thiên mệnh khả biến không trúng một ai, sọp bay vào vị trí của Nautilus. Ezreal trong tay của Martin, hạ gục thành công. Sọp hạ gục được vị trí của người chơi xạ thủ Mystic. Họ lao vào với nhiều tiền đề. Không ai cover Mystic à? Hồi sinh. Anh còn Mao Cai vẫn sống kìa, what the fuck. Nero hết máu, anh ta hết năng lượng, anh ta phải ra khỏi giao tranh. Condi đang tìm đường tháo lui, nhưng Tank đang còn rất nhiều máu và năng lượng. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ là một cái video clip cũng rất là đặc biệt. Đó là Văn Tùng sẽ ngồi cùng reaction lại các bạn với một game đấu cách đây 5 năm. Đó là game đấu đầu tiên mà Sọp sẽ dùng Lee Sin ở tại LPL. Trong một trận đấu mà Sọp cũng để lại một ấn tượng rất là tốt với con bài Lee Sin này. Một con bài mà ở thời điểm đó không nhiều người dùng. Và chúng ta đã biết, những khán giả hâm mộ Liên minh thoại Việt Nam ngày đó thì đều biết Sọp đánh con Lee Sin rất tốt, nhưng không phải là lúc nào có thể mang vào giải. Và thời điểm đó thì Sọp cũng có những cái hướng build trang bị cũng như là những cái cách chơi với Lee Sin trong một meta kiểm soát cũng rất là tốt nữa. Và chúng ta sẽ cùng ngay lập tức đến với game đấu để xem nó diễn ra như thế nào anh em nha. Let's go. Và chúng ta quay trở lại với trận đấu thứ hai giữa Snake cũng như là đội tuyển World Elite. Bên phía của Snake đang có con bài mà ai cũng muốn Sọp chơi, đó chính là Lee Sin. Và anh ta đã chiều lòng con Swain anh em nhé. Hoặc là đôi khi là anh ta cũng đang nghe Việt Nam con Rai này, con Rai là anh ta cũng khóa luôn vào Lee Sin mùa 6 dễ dàng. Jeju có được con bài 3, một trong những con bài mà anh ta đã chơi rất tốt ở tuần thi đấu thứ ba. Nhưng tôi không biết rằng là đến bây giờ thì anh ta có giữ cái phong độ hay không, khi mà những cái trận đấu Nami gần đây anh ta thể hiện đây quyền năng bất diệt đến từ Mao Cai. Điểm qua một chút về chiến đấu lão luyện then chốt để tiếp Sọp. Có hai lửa tử thần đến từ bên phía của lửa tử thần của Z cộng với Swain. Những cái vị tướng này nó chỉ có thể cần được lửa tử thần. Phong ngôn chúc phúc đến từ Zero. Phiên bản 6.11 vẫn nhiệt huyết chiến đấu của Ezreal. Cái phép bổ trợ như và ta vẫn có thể sử dụng nó. Lee một con Rai là chiến đấu lão luyện chứ không một Rai ý chí thần sấm. Ý chí thần sấm. Rõ ràng bởi vì dù sao thì chúng ta đều đã biết được về cái phong cách đi rừng của Condi rồi. Cái khả năng kiểm soát rừng của anh ta là rất tốt. Như vậy thì Sọp nếu như có những tình huống mà anh ta bắt con buộc đi giật ha, đấu cái giật ha. Anh ta cũng cần cho mình một lượng máu để có thể mà chống chịu được những lượng Sọp lên đam nhiều nên phải lấy cái này để cộng máu anh em ạ. Cũng là một cái mẫu chất pha được quái to nó sẽ cộng máu. Không hề kém cạnh gì so với Lee Sin cả. Với lựa chọn đội hình ba ý chỉ luôn ạ. Tôi thấy rằng là bên phía của Snake họ đang có lợi hơn một chút xíu khi mà những cái lựa chọn bên phía của Team Snake là những lựa chọn khá là nhiều thứ hoài niệm ở đây. Rõ nhất đó là thể hiện ở việc thiên mệnh khả biến trong tay của ba của Dizel. Ôi nhìn mặt Sọp có thể hơi căng thẳng một chút. Còn được Mystic. Vì rõ ràng chúng ta đều đã để ý khi mà Jin dựng cho mình sang tử thần lên thì chỉ cần một thiên mệnh khả biến. Cấp độ 1 thì boss sẽ ăn người đá, bên kia ăn cóc. Đúng vậy. Bùa ngày xưa nó còn con hai con nhỏ nhỏ ấy anh em. Cầm cho mình trang bị khởi điểm. Đó là nhẫn Doran. Hôm qua tôi có nói vui với các bạn là gì? Không có một ai. Thanh niên đi nghĩa vụ về đi rừng sẽ chửi đồng đội là thằng chó đã ăn mất hai con đá nhỏ của tao. Cái kèo đường trên này nếu mà có sự giúp đỡ sớm tới thì những người đi rừng nó sẽ là một cái. Vào chơi game AFK tí vào đi rừng ra đến nơi thì thấy bị móc mất hai con người đá nhỏ ở bãi bùa xanh thế là chửi đồng đội. Nếu như người đi rừng bên nào làm tốt hơn thì bên kia sẽ có rất nhiều những cái lợi thế. Lúc này đây. Con Swain này khó chịu lắm anh em ạ. Ăn cho mình. Có người đá xong rồi chạy sang bên kia ăn có sự quên là giết được lính còn hồi cả mana các thứ nữa cơ dầm vãi sang bùa đỏ này. Như vậy là dường như là Sọp anh ta sẽ hướng tới đường giữa cũng như đường dưới trước, còn trong khi đó thì vị trí của Condi tôi thấy anh ta mất cũng khá nhiều thời gian để thể boss Martin phạm tốt đấy chứ. Nếu mà nói về cái chất tướng Ray thì ở cấp độ 3 anh ta sẽ không thể nào mà có đủ những cái tiền đề để ganh sớm giống như kiểu chất tướng Lee Sin được. Ray là một cái mẫu tướng mà bạn không có khả năng khống chế cũng như là sát thương của bạn nó sẽ bị cản lại tới từ những con lính, bạn phải xin rất gần nhìn con Ryan này lại nhìn cái dáng con Ryan này lại nhớ Faker anh em ạ. Ray sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì thế nên tôi nghĩ mà skin này còn skin mặc định hay sao á mà ăn xong cái bãi rừng bên phía mạng bên tay phải này quyết định đến từ con đi được trừng phạt cái gì đây để mua trang bị sau trừng phạt chim phá bát luôn không em. Nhiều khi anh ta sẽ có những không giữ bùa đỏ, giữ trừng phạt bùa đỏ cho nó chắc anh em ạ. Con mắt này lộ tầm nhìn bao giờ? Con chính xác là như vậy, cần phải kiểm soát được cái khả năng di chuyển. Cặp mắt ra đúng rồi, ok. Cặp mắt tránh con kia con Ray ra. Mặt khâu chiến thuật thì với việc có một con mắt được cắm sớm như vậy thì Condi anh ta sẽ có được thông tin của Sọp ngay lúc này và Sọp sẽ không thể nào tiến sang cấp cái đất liền con Swain cả. Tôi cá rằng là trong tình huống đó Sọp đang có hai phương án, một là anh ta sẽ tiếp tục ăn bùa đỏ, hai
là anh ta sẽ sang Cua rừng thì cỏ sao? đợi cho con đi ăn bùa xanh và sau đó anh ta trừng phạt cướp. Nhưng tuy nhiên con mắt này đã làm lộ rồi. Bây giờ thì con đi đang có lợi thế hơn trong việc anh ta sẽ lấy được tầm nhìn của con cua cuối Sọt bỏ cùng. cua dưới rồi. Còn với Sọc, có lẽ là đã đến thời điểm Boss để cũng anh đang cho về anh reset trở về rồi. nhà và mua cho mình những trang bị gia Ôi tăng sát à. thương, gia tăng sát thương, chứ không phải là những trang bị đi rừng. Martin vừa có một tình huống bấm B về trên con mắt tầm nhìn đến từ bên phía của Sọc Woody bỏ và qua bãi Woody người đá trúng anh lại em ạ. một phát nội hỏa vào đầu. Máu mất đi cũng khá là nhiều khi mà nó Hai gươm thương phải dài những nha, tình ngày huống xưa khác. với Những tiền pha từ đánh hai nhau gươm phải dài thì các bạn sẽ phải một mua cơ trang hội bị đi khá rừng, là up lên cao. level 2 của trang bị đi Tuy rừng đấy nhiên ạ. lúc này đây Sọc Thường lại thì nó sẽ lại là trang bị cắm mắt. không mua Thời cho mùa mình 6 đồng nó đầu sẽ là tiên. trang bị cắm mắt. À, và anh ta cầm ra cho mình hai cái trường kiếm để Hai trường có kiếm thể luôn, khô gia máu tăng luôn. thêm những cái lượng sát thương khi mà anh ta gây những cái sát thương vào quái vật rừng cũng như là Cua gánh trên còn sớm. sao ơi. Tôi nghĩ rằng là những cái Lee Sin mà cầm cho mình cái bùa thợ săn sớm thì anh ta sẽ cố gắng để farm mà thôi. Nhưng như Ra chúng đến ta nơi đã là biết ở bãi quái đây, rừng nó hồi anh ta khít lên đang lịt luôn anh em ạ. sở hữu cho mình hai trường kiếm và hãy nhìn cái khả Đây, cái năng farm đồ và con tầm Ray kìa nhìn anh của em kìa. nó tuyệt vời như thế nào. Đó là Và rừng thêm đúng cả việc độ. bạn có lượng sát thương đến thì kiếm dài thì những tình huống dọn dẹp quái rừng sẽ nhanh hơn và những tình huống đu bám vào người đối phương lượng Đối với sát con thương gây Ly thì ra sẽ sẽ nhiều phải mua hơn. trang bị cắm mắt 20 thôi. sát thương được Nó gia cần tăng mắt đến để hộ 1 hai thể. thanh kiếm dài đó. Trong khi đó thì ở khu vực Tha hồ rừng mà dưới đu. này, cái phần nào đó cái độ cái khả năng thiếu cơ động đến từ Mà sao Jin con Ray được nó còn bù mua đắp cả lại cái bình bởi thuốc khả thợ năng tối săn thiểu kia anh máu em? từ xa rất khó chịu của Karma trong tay Zero. Đúng. Như vậy thì Mystic chúng ta Missy đi cũng không đường thể áp gặp lực quá. phải một cái kèo đấu quá khó khăn Tank bị đẩy liên với tục mà. Martin trong đoạn đi đường, mà thay vào đó họ còn có thể chơi trên cơ cơ. Vì tôi thấy rằng từ nãy đến giờ những chiêu thức như nội hỏa kinh mantra, cuồng hóa kinh mantra của Zero là rất chính xác vào vị trí của Martin và Zero. Sọc di chuyển Tôi cướp nghĩ rừng rằng kìa. là cái lựa chọn 3 này một phần Đây, là đây, đây, vì lâm tạc đây, Ezreal lâm muốn tạc khắc đây. chế vào cái con Bỏ bài qua Jin cua kia trên. thôi. Chứ nếu mà Ezreal được đi Con đường Ray này nó farm vòng nhiều rừng từ trên với xuống và cả nó ăn cua dưới. Wrong, Sau đó lên lại nhiều bãi khi người nó đá sẽ nó farm hay hơn xuống. hơn. Hiện tại Nó sẽ nó tốt đang ở hơn bãi chim. cho những gì mà Ezreal có thể làm. Nhưng mà Nhưng mà Sọp đây thì Sọc sao? Sọp vòng trừng ra phạt vào con được một sói mạng để phía lấy tộc sau. nhìn. Nhưng Nếu mạng con Ray hỗ vào thì nó trợ sẽ bị phát bên hiện. phía Gullit đã Và được lý bể thuyết ở đây rồi. là cướp Có bao giờ nghĩa cũng sẽ là là cướp bên sói trong trước, cướp cái góc vụ sói sau. đang bám theo mình, anh ta cũng biết được rằng là cái số phận của mình cũng đã bị cướp rừng rồi Vòng rừng 2 sọc cướp được và một bãi rồi đang này. có những tình Về huống cùng với người đồng về đội vòng của rừng Gullit 3 anh đang em thấy hai cái ở dấu ping giữa của khoảng sọc cách không ạ? tầm nhìn. Hai Như cái vậy dấu với động ping, tác của ba người cái dấu con ping đi thì đúng rừng cho hơn. thấy được rằng Sọc ping và bãi người đi cóc rừng của này, Gullit bãi sói này đó là một cái tình huống và bãi anh ta sói đối không phương. thể nắm được Ba bãi này lượng sẽ là sát ba bãi mà thương sọc cho ăn anh đi ăn ta. lại, ăn dặm Anh đi ta dặm vẫn lại. tiếp tục tiến vào bãi Tiamat sói đó, rồi, ăn một mắt giấc kiểm tiến vào soát Tiamat và đi nhận ra rằng ra. bãi sói đã bị mất thì ngay lập tức anh ta di Sát chuyển thương của lên Tiamat cái này là vùng cực kỳ trên lỗi nhá. và Mà cũng đội hình đến là đội hình vào hai cái nước hai mắt. chiến binh, hai Đây chiến đây binh của Sọc vào đây đây góc đây, quyền đầu Gray di tiên chuyển của Sọc vào. đang đá Chơi đúng ông, không? chơi ông, chơi ông, Anh chơi đang ông. bay vào cái góc này là góc rất đẹp cho vị trí của con Jin Câu để giờ dịch có chuyển đến thể từ anh ta CE. trừng phạt vào đầu của Sọc. Có dịch chuyển trong tay của vị trí Sọp trừng CE, phạt. Sọc giữ lại được con cóc quỷ dị Ok. tiên đu ra một con mắt Chơi đi các bạn, hơn và sát thương nhiều trang lắm. bị trên người Con Sọc Ray đồ là này sao gì bắn được? Tiamat. Rất Wow. nhiều sát thương, tanh cấp độ 6 bị kéo anh ta tốc biến né ra được nhưng vẫn bị trói đến từ CE. Có chiêu cuối đang có Yeru ở đây, anh ta đến CE chiến công một mình cho vị trí của Lee Sin. Anh ta tiếp tục bay vào con đi, sát thương từ dìu Tiamat là một tí. Sọc bay vào, sọc Quý âm vị. nổ âm hai cước, anh ta quá hay. Đó là double kill dành cho Sọc. Wow, khởi động vô cùng thuận lợi. Tiamat một đã pha to vãi. Mà cầm ra dìu Tiamat ăn con cấp quỷ hành tinh, ăn xong chiến công đầu lên cấp độ 6 và trừng phạt trực tiếp vào đầu của con đi. Cái Nó lên này sáu có thể sớm nói là vãi. một cái cách lên đồ của một người chơi Lee Sin solo kill trong đánh rank thì đúng hơn. Hãy cùng nhìn lại pha này, một tình huống Hộ Zero có thể mặt sáu kịp ngâm. thời để cứu được tanh. Vội Một pha cướp. đu bám vào rất tốt đến từ Sọc hạ gục CE. Và sau đó Lên thì với lượng sáu sát rồi. thương của Sọc thì con đi sẽ không thể nào thoát được, và nhất là khi Ui. anh ta đã dính sóng âm nữa. Thiên nội đường ăn long bãi cướp sói và sóng luôn. âm không thể nào mà đẹp hơn được nữa. Sọc có một double kill trong tình huống vừa rồi và hãy cùng xem trang bị tiếp Xem Lee Sin theo. của Sọc chứ bao Vâng, giờ là Sọc chán anh lên cho em ạ. mình một cái mắt tím để có thể gia tăng khả năng kiểm soát tầm nhìn của đối phương, và nhất là khi bây giờ anh ta đang có lợi thế trước con đi rồi, Xem Lee Sin anh của ta Sọc sẽ chứ bao gia giờ là tăng chán tối cả. đa về việc làm thế nào gây một áp lực lớn lên khu vực rừng của con đi. Cái kiểu lên đồ này chúng ta gặp Sọc quá nhiều ở trong Dày đấu cơ trường động. đơn của máy chủ Hàn Quốc rồi. Và thậm chí khi chúng ta theo dõi anh ta Dày chơi cơ động anh cả em à. đánh với cả tanh ở máy chủ Hàn Quốc thì anh ta luôn luôn có cái kiểu Đây là phong cách không của muốn Sọp lúc chia mới qua sẻ, LPL, đó là đánh nhưng solo kill, khi đánh mà gặp tanh solo, giao tiếp không được với đồng thì đội, sẽ có khả năng tự tin đến đánh cái solo mức thôi. mà cầm thẳng cho mình ra cái dìu tia mắt, bởi vì nó có một cái nhược điểm là khi mà bạn chỉ cầm mỗi một cái bùa Vòng một cái rừng dìu và Sọp tính toán là thôi cướp cướp bạn ít bãi nhiều nó sói của đối phương thì bị nó chưa nhiễm được nó diễn ra, ra. nhưng Sọp lại vẫn lên cấp độ 6 trước con đi. Đây là cái điều mà tôi muốn nói Mắt này, cắm ra anh ta kìa. vẫn lên cấp độ 6 trước con đi và để rồi trừng phạt con đi bằng một pha nộ long cước và sóng âm vườn cước bay vào. Có điểm Rai hay ở đẩy được đó là rồi, ngay Rai lập giờ tức ngon rồi. vào rừng với tanh nữa, cướp Xin. thành công Bye được bye. team của con đi. Lượng sát thương của Sọc khi đã có cho mình dìu Tiamat thì thật sự Con Ray là mới nó có không một chỉ đồ giúp ấy, anh nó em để à. giữ lại được con chim đó. Mặc dù anh ta bây giờ thì anh ta cũng không có trừng Mới có phạt. một trang Nhưng vị tâm là ra kiếm rằng dài là thôi à. như anh Phương đã nói, cái lối Bớt lên sát thương không đồ lại con Lee Sin quy dìu quy. Tiamat này dành cho những người chơi Lee Sin Rồi về có lại thể là vòng một cú rừng ấn tiếp độ theo phải kìa. nói rằng là bạn cực
kỳ thuận tay vì vị tướng này và cực kỳ tự tin để có thể chơi trên cầu đối phương thì bạn mới có thể lên được một nhưng màu xanh cho tanh cả. Còn nếu không thì nó sẽ là một con dao hai lưỡi và thường thì cái lưỡi sẽ là đâm về phía bạn. Đúng, cái lưỡi sẽ đâm về phía bạn khi mà không có cái bùa đi rừng, bùa thợ săn thì bạn sẽ bị mất đi 30 chỉ số kinh nghiệm với mỗi một con quái rừng, kể quái to lẫn quái nhỏ. Nó là một lượng kinh nghiệm khổng lồ nếu như bạn không kiểm soát được rừng của cả mình cũng như đối phương. Nhưng mà đây, Sọp lại là người luôn luôn trên kinh nghiệm, trên cấp độ so với những gì mà con đi đang có. Anh ta gánh mít à? Rừng giữa với chiêu cuối đã hồi. Oxygen dùng chiêu cuối rồi. Những cái động thái tốt là Sọp sẽ có thể có những lợi thế. Sọp hơn một level. Sẽ rất có thể. Ôi, ta biết được con đi ở đây. Ui, tỉnh thế. Con đi ở đó. Ui, tỉnh vãi. Anh ta lao vào cắm mắt tím và cái tốc độ xử lý của Sọp như là vì xử lý vậy, anh ta ngay lập tức khiến cho con đi phải như bị lộ rồi sao ấy, con Ray bị lộ ở bãi bùa đỏ rồi sao ấy, anh em ạ. Anh ta đã bị đối phương đọc di chuyển rồi. Đúng, Sọc biết ở trong đó không biết, có mắt, không có mắt nhưng vẫn biết. Không tầm nhìn đây, mà anh ta này tự tin, anh ta lao vào, anh ta cắm mắt và anh ta làm một pha mà tôi nghĩ rằng là con đi pha đó anh ta cũng bị bất ngờ. Và anh ta đã bắt buộc phải rút lui xuống hoàng rồng và nếu như không có sự trợ giúp bắt đầu tranh farm tranh khiến cho con đi hai tầm đứng dưới thì vẫn hơi bay vào thì hơi góc đó là hơi khổ tí. Ray có thể QR đứng trên thì cũng hòa hòa pham pham vậy thôi. Không đầy máu. Anh xin lỗi, có lẽ tôi đã nhầm. Đúng. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái lại kiểu rừng à? Đã bị đọc di chuyển rồi thì tôi thấy rằng là Sọp và Flan Ray cùng với cả Tanh. Rồi, đánh cánh trên rồi. Cam Nautilus rồi. Dịch chuyển đến thì Nightfire 7 chạy luôn ạ. Ôi, thính vậy. Một con mắt được cắm sẵn. Ôi, dịch chuyển đánh nhau chứ không phải là dịch chuyển chạy à? Lúc này đây thì Nightfire 7 xuống. Anh ta còn thủy lôi tầm nhiệt nhưng không có lượng. À, anh ta chỉ là tôi hiểu cái tiểu tôi đã hiểu rồi. Anh ta nhận ra được tình huống di chuyển đến từ Sọp và Flan Ray lên để bắt vào vị trí của mình. Chính xác. Di chuyển để bỏ chạy. Anh ta chỉ bỏ chạy thôi. Đúng. Cái tia bắt này ăn bãi chim nhanh vã. Không, bởi vì đó là một tình huống mà anh ta gần như không còn cách nào để có thể đi được nữa. Và cái con đường gần nhất mà anh ta không chiêu cuối này, có flash nhưng không chiêu cuối. Ngay lúc đó thì đó là cái lúc mà Martin và Gio họ cũng đã về rồi. Chào quá, chào quá, chào quá. Sao thì cái trong cái pha cái đá vĩnh hằng này nó cộng cũng đã giúp máu cho con Swain nên họ lấy được tốt quá. Diễn không nổi. Nhưng ngược lại đó thì áp lực mà Team Snake họ gây trụ ngày xưa thì nó không có lớp giáp trụ. Chút xíu nào. Flan Ray. Con Ray từ khi mà nó lên cái trang bị đi rừng này là nó khỏe rồi nha anh em nhé. Cái trang bị đi rừng này là trang bị rất lỗi. Của đối phương và nên nhớ rằng khi mà Sọp đang lần mò trong khu vực mạn đường trên đó thì tất cả những cái tài nguyên rừng của con đi đều đã bị lấy sạch. Đúng vậy, Jazu cũng đang ở đây. Cái trang bị đi rừng. Tôi nhìn thấy Zero dắt theo. Chiến binh này nó cực kỳ lỗi anh em ạ. Ê, đi đâu? Sọp của chúng ta. Gãy giò. Ba mạng hạ gục. Anh ta đang liên tục lập công đạp to vã chưa về nhà mua đồ nữa nhá. Và đấy thế Sọp anh ta ba điểm hạ gục đến từ Snake đều có dấu răng của Sọp à dấu chân của Sọp và anh ta đang làm rất tốt với dìu Tiamat cộng thêm với giày cơ động đúng như cảnh sát cơ động vậy và về nhà sách ra rồi cực giàu với búa chín có phiêu và thêm vào đó nữa là trang bị đi rừng dựa sát à dao săn bắt. Như thế này thì về cái lượng kinh nghiệm của quái rừng anh ta sẽ không bị bị mất đi nữa rồi. Và như vậy thì cái khả năng thăng tiến về cấp độ sẽ là nhanh hơn một chút xíu so với con đi khi mà chúng ta để ý không biết là ăn dầu. Hiện tại anh ta cũng đã hoàn thành xong cho mình phù phép chiến binh đục độ. Thế nhưng mà cái lượng kinh nghiệm của anh ta vẫn bị chậm hơn so với người đồng nghiệp bên kia trên tuyến của mình. So với lượng tiền thôi. So với lượng tiền thì từ cái hai cái mảnh trang bị đi rừng lên đến cái swap lane à. Cho Mystic ăn được cái trụ boss sau đó thì swap lên trên. 200 tiền và cái giày. Gì kiếm mà. Là 800 tức là Sọp riêng Sọp là hơn vị trí bên kia là 2.525 tức là anh ta hơn đi rừng bên kia 1.500 tiền. Không có, tất nhiên là chúng ta không thể xem được lượng tiền bây giờ của Sọp nhưng nhìn qua trên người của Sọp thôi là anh ta đã hơn con đi đến 1.500 tiền rồi. Rất chính kinh xác, khủng, rất kinh. Và thêm nữa là một cái pha mà tôi nghĩ rằng lại là đổi công trình rồi. Cái pha mà Nightfire 7 anh ta di chuyển đó xuống với những người đồng đội của mình, họ lấy được trụ một đường dưới nhưng họ lại không thể ăn được rồng bởi vì đơn giản áp lực lên các đường giữa và đường trên lúc đó của Snake đang là khá lớn. Vậy thì ngay bây giờ khi mà họ đang tập trung để có thể mà nhắm vào những trụ đường trên, cái đồ trang bị đi rừng chiến binh ngày xưa nó rẻ, rừng bên dưới này, tức là cái tiền nâng cấp của nó rất rẻ so với và câu trả lời rất đanh thép đến khả năng tăng tiến của nó từ hai mảnh nhá. Trụ thứ hai, tất nhiên Snake cũng sẽ có những câu trả lời. Kia khoa sứ giả. Nhưng tôi đang cảm giác rằng việc đẩy đường là nhanh hơn đến từ vị phía Wallace. Hơn 1.000 tiền cho team Snake. Snake sẽ nhanh hơn bởi vì sao họ đang có cho mình đó là bộ đội dùng đất. Đâu, đây này, xong rồi. Wallace đã xong khi mà họ đã đánh cái trụ đó trước tầm 10 giây. Ngày xưa đứng trong trụ trưởng ra như này nó không bị trụ bắn đấy anh em à. Chiêu cuối anh ta lao lên với chiêu cuối của mình. Ủa, mất máu nhiều thế. Sân khấu, tay ngựa lách. Ủa. Đã được CEM ơi! Anh ta bị kiệt sức nhưng Jesus đến và là có một tình huống làm chậm
Fran Rey hạ gục được địa hùng thứ tư dành cho Snake, vẫn tiếp tục muốn bám đuổi vào giữa. Ok. Rồi nha, và đó là 5 mạng tiêu diệt, 4 dành cho Sọp, và anh ta có 100% tham gia hạ gục. Sọp đang ăn con chim mặt lạnh vãi. Con đi bị phát hiện, con đi muốn tiêu diệt vào Sọp. Đằng sau, anh ta né được cái kéo đến từ vị trí của 957. Phía sau có Rai, Rai đang án ngữ ở bùa đỏ, anh ta bật chiêu cuối để chạy ra giúp những người bụi của mình mà thôi. Ô, ngày xưa được 30 FPS hay gì mà lắc thế này trời. Một lối chơi. Anh ta đua mắt né được đại sư mục tiêu và thậm chí là tốc biến né ra khỏi tầm. Lại cướp rừng. Đến từ 957. Lại cướp rừng. Tiếp tục cướp rừng. Rồi nha con đi, lúc này đây mặt anh ta chắc chắn là anh em sinh đôi với cái anh chàng rừng của Newbie rồi. Wow. Có một tình huống cắm mắt hộ thể vào và đá nó một cước CID trước khi có một sóng âm trúng vào người đi đường giữa của Vô Elite. Và đó là tiền đề bất ngờ quá bên kia không biết anh em. Sau đó hãy nhìn lại pha này. Pew. Pha này xứng đáng là một cái pha mà chúng ta cần phải xem lại. Sọp anh ta đu bám được vào đập luôn. Zero lên bảng điểm số, nhưng cái pha mà anh Phương nói đó lại là ở pha phía sau. Rồi ăn thay bẻ cóc nó về rồi này. Cũng phải dừng đối phương cắm mắt sáng trưng. Cái đầu đi rừng này ngày xưa đúng là nó nên bị xóa đấy anh em ạ. Mình không phải nằm xuống với cái sân khấu tử thần đó. Không xóa thì anh ta lượn lách, anh ta né tất cả bốn. Không xóa thì chắc là Hàn Quốc còn vô địch. Và có đó là quá đủ những tiền. Ui ra hung tàn luôn rồi. Lao lên và có thể gây ra được một cái sự xáo trộn với đội hình. Mắt rất nhiều, mắt vật tổ, mắt từ trang bị đi rừng. Ta được nhìn thấy Sọp cầm Lee Sin ở trong giải đấu Master League Championship. Săn bắt. Ở các mùa trước đó, anh ta luôn luôn làm cho những người hâm mộ cảm thấy rất là thỏa mãn về con mắt. Và thậm chí chúng ta luôn luôn có đặt ra một câu hỏi thôi, tất cả những bình luận viên của chúng ta đều đặt ra một câu hỏi nhường rằng là Lee Sin của Sọp nếu mà ra đấu trường quốc tế thì sẽ ra sao, liệu rằng anh ta có hổ báo, liệu rằng anh ta có kinh khủng được như hơi trâu nha, hơi trâu nha Việt Nam hay không. Nhưng đây có dịch chuyển té. Kể cả là Trung Quốc LPL tôi cũng cầm Lee Sin được và tôi cũng cực kỳ hổ báo, tôi cũng chả khác gì như lúc tôi đang đấu ở Mountain Dew Championship đâu. Con đi chắc chắn rằng anh ta bị bất ngờ. Harry xanh này anh em. Blue Harry này anh em. Vào khoảng thời gian đó tôi nghĩ rằng là con đi cũng không nghĩ rằng người đi rừng của Team Snake lại lựa chọn cho mình là Lee Sin, mà anh ta sẽ lựa chọn cho mình những vị tướng khác như kiểu là nước mắt găng tay, còn Rai thì nước mắt triệu chứng sinh. Meta ở thời điểm hiện tại và như đã nói, triệu sinh mới được 2 số thôi. Đây là một chất tướng mạnh. Bên kia con Swain nó lên sớm hơn, nó được nhiều số hơn rồi. Đó là thiếu đi sự ổn định. 4 số rồi, vừa nhảy 4 số rồi. Sọp đã giải quyết được gần như là hết những cái vấn đề. Top thì gọi là Flan Rain nửa đạc nửa mỡ, bên kia rớt thẳng một cái tâm linh luôn. Khi mà đứng giữa của anh ta liên tục là những áp lực đến từ Team Snake. Và tất nhiên thì với cái chất tướng của Swain là một chất tướng cực kỳ phụ thuộc vào lượng đồ đạc. Bạn cần phải pha. Kiểu bóc Insect mà cặp mắt sáng trưng dừng đối phương hết rồi. Hiện tại anh ta đang là mạnh nhất rồi về thời điểm giữa trận đấu. Chuyên tâm tung dàn đến từ Zero, nhưng Sọp sẽ dễ dàng né được đi nó. Nhưng nét vẽ chất chóc này của Mystic mặc dù làm choáng nhưng cũng không thể làm được gì. Vì đằng sau Sọp là có đến 3 thành viên của Team Snake nữa và hiện tại đang có cả Flanre. Rõ ràng là bên phía của đây bác Siye, bác Siye. Kiểm soát tầm nhìn ở những mục tiêu lớn. Chính quá không? Muốn bắt lẻ Jizu. Lúc này đây đã có hơi trâu. Không có mắt né ra khỏi tầm làm tròn, đá ngược CE về, sóng âm hạ cánh vào người của anh ta. Nhưng đằng sau CE hết flash rồi. Đang có cả 957 với một dịch chuyển. Họ nhằm vào Jeju trong một tình huống. Bên kia đánh TP ác thật sự ạ. Đến từ bên phía của Snake, anh ta W2016 à. W2 sang 2017 thì họ mới mạnh. Tôi thấy rằng là bên phía của Go Elite họ đang có cho mình dịch chuyển đến từ 957. W2 sang 2017 vô địch mùa xuân DMSI luôn. Và hợp lý hơn nếu như Snake chỉ dừng lại. Mùa 6 thì thực ra cũng mạnh rồi, nhưng mà mùa 7 mới là mạnh nhất. Những mục tiêu lớn thôi, sẵn sàng ép giao tranh đối phương khi có thể, chứ không nên là bắt lẻ như vậy. Vì thứ nhất nếu nhưng mà cũng là một top team ở LPL ngày đó anh em nhé. Swain, bạn cần phải có những trang bị giảm hồi máu đã. Đúng. Nhưng lại không có, không một. Và các bạn thấy họ đánh TP không ạ? Họ đánh TP cực kỳ hay luôn. Họ hơn 2 TP và nãy giờ họ dùng 2 TP cover lẫn nhau rất hay. Chưa kể ra thì lượng kỹ năng không chế cứng đến có giao tiếp tốt tại và chất tướng của Nautilus là rất nhiều. Và có thể nói rằng đó là một cái pha di chuyển nó hơi bất hợp lý đến từ bên phía của Team Snake. Giáp hung tàn trên người của Sọp và lúc này đây anh ta lại giáp lưới à? Chỉ để ấy thôi. Và lại yêu dị vậy. Một cái giáp lưới. Tôi đang hơi không thể nào mà suy nghĩ được cái lối lên trang bị của Sọp. Giáp lưới này tất nhiên là có thể lên cho mình, đó là giáp thiên thần, có thể lên giáp cho mình sĩ. Đó là giáp liệt sĩ đúng. Rất nhiều cái để lên và không biết rằng anh ta sẽ lên cái gì, bởi vì lúc đầu tôi nhìn thấy giáp hung tàn. Đồ này của Sọp đã rất mỏng về máu nhá. Không, cái giáp hung tàn thì tôi mừng tượng là có thể chùy gai hoặc là nếu mà anh ta hổ báo hơn. Team đang rất thọt và Sọp sẽ phải có thể là dạ kiếm nhờ không nhỉ? Team phải là thọt lắm mà kiểu như cũng không xanh lắm, không xanh hơn bên kia. Ui xạ thủ farm thua bụng rồi. Nhìn một hồi xạ thủ farm thua 50 CS. Cái chùy gai hoặc là cái ấy thôi. My god. Sao là Flandre lại farm hết của AD hay gì đấy?
vẫn đang là những tình Martin huống giờ đi đâu rồi trời? Của Snake. Họ thực thời điểm sự này con Rai phải đẩy cánh rồi chứ. Một ai đó vào đây rồi. Xạ thủ đang con ở đường dưới ạ. Đó ê, là ê, con ê, đi qua tầm nhìn đến từ sọc sọc đu vào mắt, đá ngược vị trí con đi về. Nhưng cái chiêu cuối này R-flat, đến từ R-flat, vị trí R-flat. Của anh chàng Jeju. Một hơi không hiểu ý. Quá đâm ra là nó hơi bóp vào sọc thì không sao cả. Vẫn là điểm hạ gục dành cho Tank. Đúng thời điểm 10 giây nữa là con rồng tiếp theo, rồng đất thứ hai trận đấu được hiện ra. Tôi cho rằng là người hỗ trợ đồng đội của sọc lúc đó, anh ta không phải là một tình huống anh ta chơi an toàn. Anh ta nghĩ rằng Sọp sẽ không thể đủ cái đủ nhanh để thực hiện được pha mà R tốc biến đó. Nhưng cuối cùng thì anh ta lại làm được. Đúng. Bởi vì đó là lúc mà Di Rong nghĩ rằng Sọp chỉ đơn thuần là đá nộ long cước về con đi, đá con đi về phía trước thôi. Ừ. Anh ta dùng cho mình thiên mệnh khả biến để giữ con đi lại. Nhưng không ngờ rằng Sọp còn nhanh hơn thế. Đó là một tình huống mà nộ long cước tốc biến rất thường thấy và đó là một tình huống mà Di Rong bất ngờ. Nhưng không sao cả. Sân khấu Sọp có máu từ cái ngọc thôi anh em. Với khả năng chống chịu sát thương thì hiện tại Flandre hoàn toàn máu ngọc thì làm nó không nhiều lắm. Đồng đội của mình. Ui mượt thế. Được chơi và bây giờ Snake họ để chúng hai biết nó ra ra rồng, rồng lại là một con rồng đất nữa. Rất nhanh rồi về là được. Đang có lợi dành cho Snake. Thực ra rồng đất thì cũng là có lợi để phá đi những cái mục tiêu công trình, nhưng nhìn qua nhìn lại thì bên phía của Snake chỉ có một mình SU là những cái vị là cái vị tướng duy nhất có được cái khả năng gây sát thương tay lên công trình nếu như họ tập trung lại để đẩy. Rõ ràng là như vậy phải không? Nên tôi nghĩ rằng là nếu mà trong trận đấu này là dùng gió và dùng lửa thì sẽ tốt hơn cho cả Sọp cũng như đồng đội của anh ta. Dùng sao là dùng lửa? Tất nhiên nhưng mà nếu mà là hai con dùng trước là dùng gió, chắc chắn Sọp sẽ rất là vui mừng với hai con dùng gió đó. Và nếu mà là dùng lửa thì tất nhiên không nói là về cái dùng lửa gì cả, bởi vì nếu mà là ba dùng lửa thì thôi đừng hỏi vì sao Sọp kẽ là kẽ trận đấu này. Nhưng hai dùng đất hay bảo hiểm ở đây tôi không đánh giá nó quá cao, bởi vì nhìn qua thì bên phía của Snake chỉ có một mình Ezreal. Thì Tank thì nếu mà anh ta ném tay tôi không cảm giác là đau cho lắm. Chỉ có mình Ezreal là có thể đánh tay được vào trụ trong những tình huống mà họ muốn phá nhà tập trung lại, đúng không? Chính vì vậy nên là hai con dấu đất này đó các bạn thấy giờ nó bất hợp lý không ạ? Đáng nhẽ ra nãy giờ con Ezreal ra mid farm là ngon rồi đó. Còn ngoài ra thì ngày xưa macro nó cái kiểu bị từ dấu đất này bằng cách là họ nhắm ra những mục tiêu lớn. Con Ezreal nãy giờ phải chạy cánh farm tội vãi đái luôn. Bạn gây được sát thương chuẩn lên. Đáng nhẽ ra còn Maokai với con Rai phải đi hai cánh 1-3-1 phải Ezreal ra mid farm. Hoàn toàn có thể có những tình huống ăn ban. Ezreal này còn mặc tin đúng kiểu khổ vãi. Thấy rằng là Zero đang có được những cái bước di chuyển để kiểm soát tầm nhìn. Bây giờ đi thế này gặp mấy con Irelia đấm từ nhà trường thì chỉ có khóc. Nhưng hiện tại với thế trận thì Snake họ đang tỏ ra là bên chủ động hơn. Đâm ra là Ezreal và nó clear way cũng được mà. Chủ động để có thể mà mở giao tranh hay là ép đối phương giao tranh được. Điều đó sẽ phải đến từ Snake, còn họ sẽ chỉ tập trung để lấy đi những trụ bảo vệ tầm nhìn của đối phương mà thôi. Chúng ta đừng Sọp nãy giờ bị đứng farm hơi lâu rồi nhá. Đang có những tình huống tập trung cả 5 người đến từ bên phía của World Elite vào trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa. Team bắt đầu có đồ và Sọp đang phải nhường farm nãy giờ. Dịch chuyển nhưng lúc này đây. Con Ray nó đang farm lại rồi kìa. Con mắt nó dường như hơi xa để cho bên phía của Snake có thể dịch chuyển. Bây giờ phải đánh một cú team fight win on Baron thì mới win được. Họ không muốn làm như vậy, họ ra đây mới được hai rồng thôi. Trực tiếp phòng thủ đi, những đường lính được đẩy vào. Tôi nhìn thấy có khá nhiều những cái ping đến từ bên phía của Snake Esports vào thẳng trong khu vực sâu bên trong rừng. Rai hư vô. Như vậy là họ muốn kiểm soát tầm nhìn xung quanh của Baron và muốn ép những thành viên của World Elite phải ra đây để chúng tôi bắt lẻ. Và thứ nhất là bắt lẻ. Đúng như anh Phương đã nói là bắt lẻ. Thứ hai là còn thêm một cái phương án là họ có thể giải mắt vào sâu trong khu vực rừng của con đi để tạo tiền đề dịch chuyển cho Tank và Flamme. Thì như vậy thì trong những tình huống mà bên phía của Snake họ ép giao tranh sẽ là những cái bất ngờ đến Ezreal lấy gì đấy ta? Bây giờ thì Ezreal lấy kiếm răng cưa à? Liên tục là đi cướp Sọp rừng. Lại đi cướp rừng con đi mà thôi. Con đi ở ván đấu các mắt này thì không tiếc lắm đâu. Sọp lấy máy quét luôn rồi kìa. 20 chỉ số. Nhưng về điểm hạ gục cũng như về lượng kinh nghiệm Sọp vẫn đang nhỉnh hơn so với người đi rừng bên đối phương là một cấp độ. Thậm chí ra là anh ta sẽ thường thường kiểu là cuối cấp 12 như Sọp là cuối cấp 12 thì con đi vừa mới lên cấp 12. Như vậy lúc nào cái lượng giãn cách kinh nghiệm này cũng là một. Trong khi đó thì ở khu vực đường dưới này, một tình huống mà Frare nhắm thẳng vào vị trí kéo đánh không lại đâu anh em ơi. Hiện tại lượng đồ cho anh ta, lượng đồ chống chịu của anh ta. Con Swain trâu lắm rồi, con Swain này vừa cho anh ta là vừa đam vừa máu vừa chống chịu anh em ạ. Swain mà không phải lo khó chịu vãi. Anh ta có thể phải nằm xuống. Thực ra mà nói thì trận đấu này sợ anh ta farm ít hơn. Không snowball được. Quái vật mà anh ta farm tầm 4.000 tiền thôi thì cứ để đấy vậy. Nó giúp cho anh ta có lượng kinh nghiệm cao hơn so với những gì mà 115 nhưng lại có một phần là đó là quái vật bên ngoài đường đến từ vị trí của anh chàng con đi. Thêm vào đó nữa, Sọp anh ta cũng có được 6 điểm tham gia hạ gục. Harry ngày xưa nhìn 100% và hạ gục. Harry ngày xưa nhìn buồn cười quá hả? Sọp dẫn đầu đoàn muốn bắt vào vị trí của 957 và ép cho anh chàng này phải sử dụng cho mình cái mỏ neo ngàn cân đó để bỏ chạy. Hạ gục thành công. Rồi, ăn được trụ top. Khu đường trên, Snake họ vẫn đang chưa có Flan Ray chạy lao vào CE ở đây. Kéo đánh không lại. Đã chói vào Flan Ray nhưng tôi nghĩ có kháng phép nhưng mà con Swain bên kia khỏe lắm. Thì Flan Ray cũng không thể nào mà nằm xuống được. Khó. Đúng. Flandre chỉ đóng vai trò như là một người
mà ngăn cản cho vị trí của CE không thể dịch chuyển ra sau lưng của bên phía Snake Esports được. Và anh ta vẫn thành công với giờ anh ta. Sau sóng âm quái lâu lâu đã bị hụt chứ anh em ạ. Sóng âm người thì như hack nhưng mà sóng âm quái thì lâu lâu lại xịt. Anh ta dùng dịch chuyển. Vì ngay khi thời gian nếu mà CE dùng dịch chuyển thì sẽ có một tình huống lao vào đến từ Maokai và sử dụng sóng cổ ngữ để có thể mà khiến cho CE mất cái dịch chuyển đó. Và như vậy em thì có kiếm răng cưa rồi này, có thần kiếm Muramana rồi này. So với múa gì đây, sọc nãy tích tiền hơi lâu. Rồi có ma vũ rồi, ui giáp thiên thần ạ. Đã giáp thiên thần rồi. Cứ tưởng cái kiếm hung tàn kia phải lấy cái gì chứ. Giáp thiên thần ngày xưa nó có giáp kháng phép. Cho World Elite hay là một cái pha mà và cái nội tại hết rồi. Nó không có đam như bây giờ và nó cũng không có. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn về chỉ số lính. Có một cái sự không có đồng hồ. Chênh lệch. Tôi nghĩ rằng là cũng và thực ra nó bất nội tại xong thì nó cũng khá phế. Và thường thì những người ta lên cái trang bị này là trang bị cuối cùng cơ. Là 177. Rõ ràng là cái sự chênh lệch cùng lắm là có trang bị thứ 4, thứ 5 thì Martin cần phải cải thiện hơn. Còn đồ thứ 6 thì kiếm chỉ số lính của mình trong khoảng thời gian sắp tới. Thường xuyên là đồ thứ 6. Thiên thần trên người của Sọ sẽ giúp cho anh ta. Cái này kiểu như vào muốn đổi mạng với xạ thủ đối phương hay gì á. Lao vào và đá một vị trí nào đó về và thậm chí nó sẽ giúp cho anh ta quay ngược trở lại vào giao tranh sau khi mà cái nội tại đến từ giáp thiên thần giúp anh ta hồi sinh. Và lúc này đây thì thật sự là Sọp cũng như những người đồng đội của anh ta đang rất là khát máu. Tôi thấy từ nãy giờ họ di chuyển trong rừng của đối thủ khá là nhiều và luôn luôn muốn tìm kiếm một ai đó để có thể hạ gục cái mảng rừng của cả hai bên. Hãy nhìn cái lượng mắt xanh giải ra bên phía của đội tuyển Snake Esports, họ giải ra dễ phải đến 10 cái mắt trên toàn bản đồ ở trong rừng của đối phương thôi nhá, tôi không nói rừng mình và chỉ rừng đối phương thôi. Họ ép mạnh quá. Đúng. Điều này khiến cho những cái sử dụng di chuyển của World Elite là không thể. Bây giờ đánh rồng. Con mắt mà World Elite có thể dịch chuyển ra. Để chuẩn bị setup đánh rồng đấy anh em này. Bây giờ Team Snake họ có thể là họ hướng đến con rồng lửa, chắc chắn rằng là Snake rất cần đó. Thế thì có một con mắt được cắm ở trong khu vực rừng bồ đỏ này, nhưng nếu như có ai dịch chuyển xuống là 957 hay là CE, họ cũng không để đủ tốc độ tiến ra con rồng này đèn. Cách nhanh chóng và lập tức được. Thế đâm ra rằng là Snake họ đang bóp nghẹt hoàn toàn những cái phương án. Đúng là con Rise skin mặc định anh em ạ, nhớ Faker ngày xưa bạn. Và bây giờ 10 giây nữa, rồng lửa sẽ ra. Tôi đang thấy được rằng là có tình huống ping ra khu vực hang Baron. Tôi đang thấy có những cú ping ra hang Baron. Frandre về TP này, mắt rất nhiều để TP luôn. Đây là vô vàn mắt để Frandre TP luôn. Không, họ muốn giao tranh ở hang rồng này. Đã vào hang rồng đó là sọc. Anh ta nên đu ra bên phía ngoài đi. Đây là một cái hang khá là chết chóc. Maokai. Ping rồi kìa, ping có mắt bãi sói rồi kìa. Con mắt ở phía sau, anh ta đang có hiệu ứng dề vệ quân. Sọc cùng những người đồng đội của mình. Chờ vệ quân ra cho nó bất ngờ anh em ạ. Đây. Maokai đã dịch chuyển, anh ta hạ cánh xuống ở bãi sói, anh ta ra phía đằng sau. Ui đánh góc khó chịu chưa kìa, bật chục cuối luôn ôm luôn. Chói được vào CE, Maokai này siêu trâu. Sọp lên, Sọp chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi, CE vẫn còn đầy máu. Sọp mất máu nhiều quá. Đang chống chịu sát thương, Thiên Mệnh Khả Biến không trúng một ai, Sọp bay vào vị trí của Nautilus. Ezreal trong tay của Martin, hạ gục thành công, Sọp hạ gục được vị trí của xạ thủ Mystic. Họ lao vào với nhiều tiền đề. Không ai cover Mystic à? Hồi sinh. Anh còn Maokai vẫn sống kìa, what the fuck. Hero hết máu, anh ta hết năng lượng, anh ta phải ra khỏi giao tranh. Condi đang tìm đường tháo lui, nhưng Tank đang còn rất nhiều máu và năng lượng. Họ thành công. Sọp R-Flat hơi fail thì phải. Tôi hiểu cái ý của Sọp là R-Flat về hướng đồng đội. Sử dụng dịch chuyển của nhưng mà hình như bị bất sai hay sao á. Đây, Sọp mất máu nhiều nhưng mà Sọp. Tình huống mà câu dịch chuyển đến từ bên phía có một cái tánh trâu dã man. Khi hạ cánh xuống bãi sói. Nó ôm đam nguyên team luôn kìa. Đó là CE. Anh ta lao thẳng vào vị trí của CE và khiến cho cái đi đường. Nó hút đam bốn đứa luôn đó. Nautilus. Một tình huống dùng thủy lửa tầm nhiệt chính xác đến từ 957 nhưng Sọp khá khỏe ở thời điểm hiện tại. Sọp R-Flat còn đi về hướng đồng đội nhưng mà hình như là bị mất sai sao á. Và Sọp anh ta tìm vị trí của Mystic vì rõ ràng Mystic là một sự thủ thiếu cơ động. Tốc biến đá về hướng của Tank á. Và Tank cũng flash lên Focus rất nhanh luôn. Đó là tiền đề để có dòng rồi kìa. Anh ta phải cầm xuống. Có bao cai kìa, vãi nổi. Tank rồi cuối. Không chết. Và họ có thể khiến cho CE hết được hiệu ứng từ chim quỷ biến dị thì Swain phải nằm xuống và Zoro cùng với cả Condi họ không còn sức để có thể kháng cự. Đó là lý do vì sao meta tank nó tồn tại anh em. Những pha xử lý vô cùng. Bây giờ thì chả còn tank nào làm như thế cả. Anh ta R giờ mấy con tank lên top gặp chinh phục nhịp độ chết người. Sau đó mới tốc biến sát vào người của anh chàng này để tung một cú sóng âm mà không đỡ được. Cứ không thể trượt được. Nhưng mà tôi phải nói rằng là cực nhanh. Tất nhiên nhưng mà tôi phải nói là anh ta đánh rất là mẫu mực. Rồi game nếu muốn Maokai comeback thì trả lại Maokai cũ đi. Chỉ chuẩn luôn tức là bấm như kiểu R. Xin lại Maokai Marine hai mấy trận thắng liên tục nào. Nó không bị gọi là sai hiếm tí nào cả. Nó phải thật. Và anh ta áp sát. Every si vong, every vô danh anh em ấy. Chàng này đã tưởng rằng là gươm của vô danh mà trận thứ ba. Sọp bắn giày cơ động rồi. Nhưng không. Sát thủ vẫn còn. Sọp lên giày thép gai rồi. Giày ninja tabi rồi. Cái mẫu tướng để có thể mà bắt được vào những vị tướng xạ thủ thiếu cơ động. Điển hình như kiểu Mystic. Thực ra đó là cái pha mà Sọp anh ta đứng khá lâu
trong ở cái vòng ngoài của tranh đó. Anh ta muốn định vị xem là Mythic đang Ma Vũ cộng với bóng vuốt Styrax đến từ con đi. Ủa ngày xưa Ma Vũ. Ủa cái này nó có bị trùng nội tại chưa ta? Rồi hộ thể. Ủa này có bị trùng nội tại không nhỉ? Đó là quỷ. Đó cái cực kỳ luôn. Tôi không nhớ được rõ lắm, cái mùa đấy nó hơi bị lâu rồi. Những bạn nào đang muốn luyện thông thạo 7 cho Để một chút xem có cái nội tại Ma Vũ kích hoạt không anh em nhé. Để có thể mà hiểu hơn được về cái cách mà dồn combo, dồn sát thương, dồn kỹ năng đến từ Lee Sin trong tay của Sọp. Tôi nghĩ rằng là những cái động tác mà Sọp anh ta làm ở trong cái ván đấu này là không hề có một động tác thừa. Và các bạn chưa bắt ra thì thật luôn này. Băng quay chậm để có thể mà học hỏi. Ngày xưa hơn, thì học hỏi thêm nhiều điều hơn. Con Ray lên đầu này thì vẫn có đam hoặc là dìu đen cũng ok. Quay lại với trận đấu giữa Team Snake. Hiện tại tỷ số kiểu nãy thấy Mystic chết nhanh quá nên là cũng rén rồi. Tiền đang là 6.000 tiền và đây là thời điểm phút thứ 28. 28 thì chưa có rồng nhưng tuy nhiên thì cái khả năng kiểm soát tầm nhìn ở khu vực Hamarin, Team Snake họ vẫn đang nhìn hơn so với đối phương. Nếu như muốn ép giao tranh thì đó không phải là một điều hoàn toàn quá khó dành cho Snake. Nhưng tôi thấy rằng hiện tại thì Snake họ cũng chưa muốn. Đó, cho Nezreza mid farm được như này này, ngon đấy, nó đẩy đường được mà. Giữa này, cái cho Rai bao cai 131 bên cánh. Không phải là thiên. Bây giờ nào có TP chạy giữa bot. Là máy cay của các bình luận viên Trung Quốc luôn luôn nhắm vào vị trí của Sọp khi mà trận đấu này Sọp anh ta thể quá hay. Ra lại rất thật nữa à? Hạ gục đến từ Snake Esports thì đó là 9 mạng được chia ra thành 5 điểm hạ gục và 4 điểm hỗ trợ đến từ Sọp. Chắc chắn trận đấu này mà Snake thắng anh ta 100% sẽ được MVP với việc là không phải nằm xuống một mạng nào. Tất nhiên là nó vẫn còn một thời gian nữa thì mới có thể kết thúc. Không biết là Sọp có phải nằm xuống hay không nhưng Giác Thiên Thần thậm chí còn không mất đi trong một tình huống giao tranh trước đó mà anh ta đã làm ra rất nhiều tiền đề để giúp cho Martin tiêu diệt được vào cái vị trí chống chịu ba dòng rồi kia và rồi sau đó tắt điện được vào vị trí của Mystic. Jin là một trong những cái mẫu xạ thủ mà nếu mà để cho anh ta được chơi thì sẽ là vô cùng nhiều sát thủ. Con Rai ngày xưa cũng khỏe vãi. Biết được cái độ thiếu cơ động đến từ Jin, anh ta ngay lập tức có những tình. Tôi cảm giác con Rai bây giờ thì có thể là nó dễ chơi hơn một chút nhưng mà Rai ngày xưa nó yêu cầu kỹ năng cao hơn, bạn phải combo thứ tự phím cho nó hợp lý thì nó mới móc ping được. Đến từ vị trí của CE nữa. Đúng. Nếu như trước, nếu như những trận đấu trước Sọp đã khiến cho những bình luận viên nước ngoài hay là giới chuyên môn của giải LPL phải bất ngờ về việc lần đầu tiên có một người chơi Rek'Sai Carry tại giải đấu này. Thì bây giờ anh ta cũng gây bất ngờ với Lee Sin. Chúng ta đã biết rằng Lee Sin đã từ rất lâu rồi chứ không phải là thời gian gần đây. Thì vị tướng này không phải là một cái vị tướng được ưu tiên là một lựa chọn hàng đầu trong những giải đấu chuyên nghiệp. Cho phần nào đó mùa trước giải đấu LCS thì chúng ta thấy được Sven Karen khi mà còn thi đấu SK Gaming anh ta cũng đôi lần anh ta sử dụng Lee Sin. Nhưng Lee Sin của anh ta không hiệu quả như những gì mà Sọp đang làm. Một trường hợp nữa. Thế nên Sven Karen cũng đánh con Lee Sin rất hay anh em ạ. Best Lee Sin Bắc Mỹ. Rất tốt. Nhưng cái tôi chả nhớ chung kết thế giới năm nào ông đánh hay vãi. Chỉ là gây được áp lực. Người ta đánh cho tía xem. Còn những cái việc mà anh ta tỏ ra là có hiệu quả. Every có vô danh rồi này, đánh được rồi. Thì anh ta phần nào đó anh ta bị đuối. Rai có quyền trượng rồi kìa, giá thiết thân luôn rồi. Rai tầm này cũng khỏe rồi. Món 4 anh em ạ. Đến thời điểm bây giờ. Được tính dài rồi là món 5. Cuối game. Đã có gươm của vua danh trên vị trí của anh chàng Martin. Lúc này đây sát thương đến từ Ezreal cũng không phải là nhỏ tí nào cả. Nếu như có những cái tình huống mà 957 cũng như con đi muốn trực tiếp bắt vào Ezreal. Và với từng này đồ, tôi nghĩ rằng là Ezreal thừa sức có thể bắn hạ thành công được vị trí của 957 và thậm chí là đẩy tầm nhìn vào bùa đỏ. Với những tình huống mà trích cho mình gương vô danh, Sọp vào, tất nhiên bãi rừng đã bị kéo ra đến nơi an toàn. Sọp phát hiện ra okay. Vị trí của con đi cũng như là cái anh chàng người chơi đứng trên 957 đang ở đó. Tất nhiên là đang có một vài những trục trặc đường truyền. Chúng ta hãy quay trở lại với tình huống đó sau và chúng ta hãy quay trở lại một ít giây trước đó. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích về cái con bài Ezreal trong tay của Martin khi mà tôi đang nói dở. Tất nhiên, với cái việc mà có cho mình cái trang bị gương vô danh bắn theo phần trăm máu 957, anh ta nên lựa chọn cái việc là con sự quen có đồng hồ kìa. Bằng những pha dịch chuyển. Còn như vừa nãy, mà tiền thì team Sọp hơn tầm 6k. Rất khó khăn. Nhiều nha, 6k nhiều đấy anh em ạ. 6 trụ. Cái trang 957 này để chờ Martin. Ok ạ. Khi dịch chuyển ra phía đằng sau lưng, lúc này đây thì Snake họ đang ăn đi con mình con Baron. đúng là cái chất lượng đường truyền ở trong những cái thời điểm phải gọi là cực kỳ nhạy cảm và then chốt như thế này luôn khiến chúng ta phải cảm thấy rằng là ui rồi ôi nhưng không sao đây các bạn em đánh này, em đánh lại rồi Snake họ đang ăn cho mình Baron và phía bên này sau Baron có một tình huống mà dùng choáng chính xác đi và rồi dành cho Snake CA bị kiệt sức sọp đá được con đi ra những lượng sát thương đến từ Snake tành đằng quá khỏe 957 không ui có máu cài nó tay kìa không phải nồi nửa ống máu không mất tành làm gì double kill dành cho tành và tành ra tành anh tành sẽ có triple kill và đó
làm một tình huống mà Snake có 3 điểm mà gục học nhưng cái thì dâm quá họ muốn bắt là CA hết năng lượng và đây là một tình huống mà plan về anh ta có điểm hạ gục hay chăng, có 4 điểm hạ gục dành cho Snake. Mystic chỉ có thể cắm đầu vào chạy và nhìn cho bên phía của Snake Esports không người nào có bao cái ba đồ để nó ôm 4 đứa nó đứng nó chống chịu họ nguyên cái team fight siêu cấp lên họ lao vào không và mất nửa máu anh em với 13-2 thì Snake họ sẽ kết thúc trận đấu này. Rất tiếc cho Sọp là anh ta không thể có được 100% tham gia hạ gục. Lúc này đây chỉ còn có 95 mà thôi, khi mà là một mạng nó đã bị biến đi đâu mất rồi. Và thôi không sao, lúc này đây họ lao vào, Sọp vẫn còn giáp hồi sinh, vẫn còn giáp thiên thần, sẽ là một đều cho Snake Esports. Và trận đấu với Wood Elite đang trở nên vô cùng hấp dẫn. Các bạn thân mến, Việt Nam Esports TV của chúng tôi xin được nghỉ ngơi trong mấy phút trước khi quay trở lại với cặp thi đấu BO3. Lượng sát thương đến từ luôn khiến chúng ta phải cảm thấy rằng là ui rồi ôi. Không sao, đây các bạn được xem lại pha này này. Con ba đứng ở trên, con Mao Kai đứng ở trên, con Lee Sin, con Rai, con Eri, ba đứa ăn, hai đứa tay. Snake họ đang ăn cho mình ba đứa. Con Mao Kai nó tu kìa anh em kìa. Và phía bên này thì sao? Con này làm sao mà làm được điều tương tự anh em? Nè, nó đấm súp, nó đấm rừng rừng, nó top bên kia đấm luôn, thằng Jin chạy ra cũng đấm hết. Bắt lại này Jin rồi. Không có tình huống mà. Sao dùng chơi? Choáng chính xác đi. Và Baron dành cho Snake CA. Ôm đam hai xạ thủ luôn. Phải... Bên này thì con Swain này tank không nổi, hai xạ thủ bên kia đơm chết. Tốc biến thoát đi. Còn Nautilus chống chịu một hồi cũng chịu đâu nổi đâu. Mao Kai kìa. Anh đang quá khỏe. 957 không có plan này. Ồ, 5 thằng bua vào đấm nó luôn. Đấm hộ ạ. Ôi máu con này tụt kìa. Phải về dạng ông cát. 957 lên bảng đấu rồi. Thiên mệnh khả biến chúng hai người. Zero con đi không được chơi. Double kill dành cho Tanh. Và Tanh. Và Tanh. Anh Tanh. Mao Kai đâu. Cái này nó còn đóng. Oh my god. Ủa nãy bắn pick a first pick Mao Kai với anh em. Không phân pick Mao Kai luôn. Ô bên kia không lấy luôn. Ông vãi nổi ạ. Game trước Sọp bị thua, game này thắng và game sau thì là game lật kèo. Anh em có thể xem lại trên Việt Nam Sport TV. Trận các bạn cứ search Snake Esports với cả WE vào ngày 19 tháng 6 thì các bạn có thể xem lại game 3. Đó là trận đấu lật kèo rất là hay của Snake Esports và trước một team thực ra là rất mạnh. Đây là một trận đấu mà Sọp dùng một con tướng tủ của Sọp, sau này thì nó là thương hiệu của Sọp rồi, đi đâu cũng vậy. Sau này thì nổi danh trên cả thế giới nữa. Và chúng ta bây giờ khi mà mỗi lần mà theo dõi Sọp đánh rank ở xếp hạng đơn, tôi đã thấy cảm thấy rất là thích rồi. Và hy vọng là sắp tới thì Weibo Gaming năm 2022 sẽ có được thành tích tốt, cũng như là hy vọng là sẽ thấy được thêm nhiều những trận đấu của Sọp với DC. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip và đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho channel của Văn Tùng, cũng như là đừng quên để lại những cái đề xuất cho những cái video clip các bạn muốn mình reaction lại nha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của Văn Tùng. Bye bye.